Mặc dù đã được cảnh báo nhiều lần nhưng với tâm lý ham khuyến mại, nhiều người dân vẫn tiếp tục bị tiền mất tật mang cho những chiêu trò lừa đảo liên tục biến tướng trên mạng xã hội, thậm chí kẻ xấu còn giả danh cơ quan nhà nước để tạo niềm tin. Mới đây thì Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương vừa đưa ra cảnh báo về việc một số người được thông báo trúng thưởng trên Facebook nhưng nhận được toàn hàng giả. Theo Cục Quản lý Cạnh tranh, trong tháng 8 vừa qua, thông qua tin nhắn Facebook một số người đã nhận được thông báo trúng thưởng xe máy SH, điện thoại iPhone, số tiền trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, một số người được thông báo trúng thưởng bộ sản phẩm gồm mỹ phẩm, sản phẩm giảm mỡ chất lượng cao. Những người gửi thông báo khẳng định chương trình quay số trúng thưởng đã được công nhận bởi các cơ quan nhà nước như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Người tiêu dùng phải gửi một khoản tiền trị giá khoảng 3 triệu đồng tiền thuế hoặc thẻ cao điện thoại mệnh giá cao để nhận được phần thưởng bên cạnh một số người tiêu dùng xin tư vấn từ cơ quan nhà nước về tính xác thực của vụ việc thì vẫn có không ít người tiêu dùng đã tin và làm theo hướng dẫn từ những người gửi tin nhắn kết quả là hàng nhận được chỉ là điện thoại chất lượng kém hoặc hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ